tiếp tục thực hiện chương trình thăm nhà bạn. Vừa qua, câu lạc bộ Hoa Phượng Đỏ vì cuộc sống cộng đồng Đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực phối hợp tập thể lớp 11C8 tổ chức chuyến thăm hỏi đến nhà bạn Nguyễn Minh Bảo Thi, lớp 11C8. Tham gia chương trình có thầy Đặng Phú Vinh bí thư đoàn trường, cô Đỗ Thúy Hằng giáo viên chủ nhiệm lớp 11C8 cùng nhóm bạn tình nguyện đoàn viên học sinh. Bạn Bảo Thi sống xa ba mẹ, nhà đơn chiếc khó khăn, hàng ngày bạn phải quá gian bạn đến trường. Với tinh thần học tập nghiêm túc, phấn đấu nỗ lực, bạn phải đỡ đần công việc gia đình rất nhiều. Chia sẻ những khó khăn, vất vả của bạn, tập thể lớp đã gửi tặng tiền hỗ trợ cùng nhiều phần quà. dịp này, đoàn trường trung học phổ thông Nguyễn Trung trực gửi hỗ trợ 1 triệu đồng trích từ nguồn quỹ thăm nhà bạn, xã hội hóa. Hy vọng bạn Bảo thi có nhiều sức khỏe và niềm tin, nỗ lực phấn đấu và đạt được thành công trong thời gian tới.